Chào tất cả các bạn, đây là yêu cầu Linh sẽ hướng dẫn các bạn cách để đệm cái bài hát Người Ra Đi Vì Đâu của Phạm Khánh Hưng. Thì như chúng ta thấy, chúng ta sẽ vào cái chẳng hạn chúng ta vào trang về vấn đề hợp âm, các bạn có thể vào một trang website hợp âm Việt để các bạn tìm hợp âm. Chúng ta sẽ nhập tên bài hát vào đây, chúng ta tìm đây và ca khúc ra đây, thì hợp chúng ta sẽ nhìn hợp âm chủ nó ở đây, đặt ra cái cây nó rê thứ là được. Đây dưới đây thì nó có cùng tiện dụng và đa năng, là nó hướng dẫn cho chúng ta cái thế bấm của các hợp âm có tồn tại trong bài hát. Đây các bạn nhìn, các bạn nhìn thấy, và mình sẽ làm thử cho các bạn, mình sẽ đem thử cho các bạn coi nha. Thì cái bài này cho tông là mi giáng thứ. Mi giáng thứ thì chúng ta sẽ để cái cây rê thứ, và chúng ta sẽ sử dụng capo giáng dễ. Đối với các bạn mới tập đó, thì chúng ta dùng vậy cho nó dễ. Chúng ta sẽ cắt capo ở ngăn 1 và chúng ta sẽ đánh. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn điệu nha. Thì bài này chúng ta sẽ đệm van, hoặc là chúng ta đệm theo kiểu bất thân mà nhanh lên, kiểu một và kiểu van. Đây mình bấm về thứ, thì cái thấy hợp âm này các bạn có thể sợt như định đã nói từ đầu. Đây mình qua bấm về thứ, mình sẽ đánh đều là bao gồm 3 phát: đùm chát chát đùm chát chát. Đây nó là chát chát bùm bùm chát, là ba ngón chúng ta đánh lên cùng một lần. Này ta đánh bùm chát chát bùm chát chát cho mình hiểu được. Chát chát ta 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 ta. Son đô pha, mấy cái này thì định chỉ nói nhanh thôi các bạn, có thể mình có thể nghiên cứu thêm bằng cách là chúng ta sẽ coi hình vẽ như này hướng dẫn. Và cái cách hai á là cái cách mình sẽ đánh vải nó ra theo kiểu bất tên nhưng mà nhanh hơn. Mình sẽ đánh nè, tăng chát tăng chát tăng bùng, chân nhịp cũng vậy, bùng tăng chát tăng chát tăng bùng tăng chát. Đây bùng tăng là chúng ta đánh dây ba móc lên này, chát bằng hai ngón này cũng là tăng chát tăng chát, cái này là bùm tăng chát tăng chát tăng bùm. Đây bùm dây ba một hai ba không ba một hai không. Đây bát bát dây ba dây một dây hai dây ba dây một dây hai dây ba, rồi lại bát cho đủ ba nhịp là được. Bùm tăng chát tăng chát tăng bùm tăng chát
của bài sẽ này. Tùy theo mình thích, ví dụ như mình thích đánh kiểu này hoặc là chúng ta thích giải ra thì tùy. Đây là hướng dẫn cho các bạn mới có chút là dễ dàng mà đánh được bài hát mình yêu thích hơn. Và chúc tất cả các bạn thành công. Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ Facebook của Định hoặc 0906391557.